Nguyên gửi đến quý vị. Và trong bài hát này thì Kim Loan muốn gửi quý vị chính là một phần quà và tất nhiên đó là một trường cần, giống như là một phần quà của núi rừng dành cho các bạn chúng ta khi mà đến với trường Tây Nguyên cùng giao lưu văn hóa trong chiên ở đây này. Và để nhận được trường cần này thì Kim Loan sẽ có một câu đối nhỏ trong bài hát. Kim Loan sẽ có ba địa danh của Lâm Đồng. Thì khi mà bài hát phát phần thứ hai, nếu chị nào chúng ta biết được câu là ba địa danh đó là gì thì mình chia tay để Kim Loan về lại đây và chúng ta sẽ làm. Dạ, rồi bây giờ chúng ta cùng lắng nghe nha. Đêm đi thôi chúng ta bên nhau, mẹ dìu ấm nồng nàn, người bạn đi qua đi, thao thức đêm thâu, từ nơi con đường dân cao cho ta, dần xóa tan vào phiền. Thì anh cái gì ạ?